ta đưa công nghệ mới vào để mà tiết giảm giải phóng sức lao động, thì đấy là những cái tiến bộ ứng dụng trong cái quá trình sản xuất kinh doanh, thì nó phải phù hợp với điều kiện và cái sự phát triển của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam hiện nay thì cái khu vực mà áp dụng cái công nghệ mới để mà giải phóng sức lao động sản xuất, để mà tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, để bù đắp tiền lương và giải phóng cái giờ, giảm cái giờ làm cho công nhân, thì nó cũng còn khác nhau. Mà phần lớn chúng ta đang ở trong cái tiếp tiến đến cái việc áp dụng công nghệ, chưa phải là một cái xã hội công nghiệp. Cho nên ấy là cái việc tận dụng cái giờ làm thêm cũng là một cái nhu cầu ở một số khu vực. Vì vậy là cái việc đặt ra cái quy định ấy nó phải phù hợp và thích nghi với cái bối cảnh điều kiện của mỗi khu vực, mỗi loại hình và thậm chí ở mỗi đơn vị. Chứ không phải là chúng ta đưa ra một quy định cứng nhắc để mà áp dụng chung cho tất cả.